Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Dynamic Object để có thể giải quyết một trường hợp rất thú vị. Như tôi trình bày ban nãy về cái những hạn chế của cái Dynamic Keyword, là bạn không thể nào mà gọi những cái phương thức static hay những cái constructor thông qua một cái object mà referred bởi cái Dynamic Keyword đó. Nhưng có một cách mà bạn có thể giải quyết được cái trường hợp đó bằng cách sử dụng Dynamic Object. Giả sử tôi có một class gọi là Static Invoker và tôi implement cái class Dynamic Object và tôi override hàm try invoke member và try get member. Cái mà tôi muốn làm ở đây là tôi muốn sử dụng cái static invoker này để mà có thể thực thi những cái static method ở nhiều loại object khác nhau thông qua cái keyword dynamic. Cụ thể là tôi muốn làm như chuyện này. Tôi muốn có thể pass vào đây một chuỗi của những cái class mà tôi muốn sử dụng để invoke những cái phương thức static. Chẳng hạn như tôi pass vào một số cái lớp có sẵn trong .NET Framework như console và map. Và sau đó tôi muốn có thể sử dụng cái object tôi mới khởi tạo và gọi những cái hàm static của console và map ở đây, bởi vì console có một cái static class là WriteLine nên tôi muốn có thể sử dụng nó. Hoặc như mark, tôi biết mark có một phương thức là tính cái giá trị lớn nhất giữa hai số. Tôi muốn có thể sử dụng cái hàm mark này, cái hàm static này thông qua cái invoker của tôi. Và tôi cũng muốn có thể lấy ra được những cái thuộc tính bên trong những cái static property bên trong cái type console và cái type mark này. Rồi, bây giờ chúng ta hãy implement cái static invoker. Bây giờ khi mà tôi override cái hàm try invoke member thì bên trong cái hàm này tôi muốn thực thi cái static method mà xác định bởi cái binder object này. Và tôi sẽ bắt đầu lần lượt với từng type, bởi vì ở đây tôi có một cái list này chứa những cái type mà tôi muốn invoke cái static method. Cái static method có thể xuất hiện ở nhiều hơn một type hoặc nó cũng có thể không xuất hiện chỗ nào cả. Thì nếu mà nó xuất hiện ở nhiều hơn một type thì tôi sẽ lấy cái định nghĩa của cái type đầu tiên và thực thi. Giả sử như có một cái hàm ABC nào mà vừa thuộc cái console này và vừa thuộc cái class mark này thì tôi sẽ gọi ABC của console, bởi vì cái type console nó nằm đầu tiên. Ở đây tôi sử dụng reflection để mà có thể thực thi cái hàm gọi.
đây ta cần bỏ vào một cái array là kiểu dữ liệu của những cái thông số mà ta sẽ pass vào cái hàm gọi đó, nên ở đây ta cần có một cái hàm. Đây tôi sử dụng một câu link để mà trả về cái type của từng cái biến số cho cái phương thức. Rồi, nếu mà chúng ta có thể tìm thấy phương thức này rất tốt, coi như chúng ta đã có cái đối tượng để mà thực thi. Rồi, chúng ta thi nó và lấy kết quả gán về cho cái result object là cái phương thức chúng ta đã thực thi thành công, chúng ta trả về true. Nhưng mà nếu mà đi ra hết cái vòng lặp này mà chúng ta vẫn chưa tìm được một phương thức có cái tên này và xử lý những cái argument có kiểu dữ liệu này, thì chúng ta biết là chúng ta đã không thể nào mà thực thi một phương thức thành công, nên chúng ta sẽ trả về false và gán cho result là null. Rồi. Bây giờ để có thể làm việc với những cái property chẳng hạn như là invoker.out, out là một cái property chứ không phải là một cái static method, nó là một cái static property của cái class console, thì ta cũng làm tương tự. Rồi, nếu chúng ta chạy chương trình này thì chúng ta sẽ thấy là dòng này được in ra và sau đó dòng này được in ra và kết quả dòng này được in ra ở đây là true, còn ở đây là số 3. Thì như các bạn thấy, chúng ta vừa implement một cái dynamic object mà có thể gọi những cái hàm static hoặc những cái property static của một loạt những cái kiểu dữ liệu khác nhau. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng bỏ thêm kiểu dữ liệu mới nếu chúng ta muốn. Ở đây có thể chúng ta bỏ kiểu dữ liệu person và hãy tạo một cái lớp cho kiểu dữ liệu đó và sau đó tạo một cái static method. Ở đây chúng ta có thể gọi invoker do something và kết quả là cái hàm này sẽ được gọi và in ra. Các bạn thấy ở đây. Và chúng ta có thể làm hơn nữa, chẳng hạn như chúng ta muốn có thể gọi hàm write line nhưng mà viết không có theo đúng những cái case, những cái upper và những cái lower case, chúng ta muốn có thể gọi write line như thế này. Hoặc ta muốn có thể gọi write line như thế này. Hoặc thậm chí như thế này. Thì có được không? Thì rất đơn giản, bởi vì toàn bộ những cái hàm này khi mà được gọi thì đều vào bên trong cái try invoke member của chúng ta. Thì nếu chúng ta thích làm bất cứ chuyện gì trong đây thì chúng ta đều có thể làm. Ở đây ta viết thêm một cái binding flag cho reflection. Ignore case. Thì ở đây những cái hàm này sẽ được thực thi một cách bình thường, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nếu chúng ta không có cái binding flag đó thì chúng ta sẽ có cái binding exception ở đây. À, dĩ nhiên chúng ta cũng có thể làm điều tương tự ở đây. Và sau đó chúng ta có thể chỉ định cái thuộc tính thông qua cái tên mà bất kể là cái case của nó là chữ chữ hoa hay chữ thường.